Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Chi Huyện Giả Mạo của tác giả Mộc Giật. Tập 10. Chương 091, tai nạn hay mưu sát? Trong lúc Thành Lạc Tiệp điên cuồng đào xới thì đột nhiên có giọng nói quen thuộc từ sau lưng nàng truyền tới. Sao thế? Đã xảy ra chuyện gì? Lãnh Nghệ. Thành Lạc Tiệp quay ngoắt lại, liền thấy Lãnh Nghệ đang ở sau lưng nhìn mình, thoáng ngỡ ngàng, nàng như người chết đuối vớ được cọc, mừng rỡ kêu lên, đại lão gia, ngài, ngài, làm sao? Rõ ràng y đang ở trên giường đợi mình cơ mà, sao đột nhiên lại ở sau lưng mình? Mình gặp ma sao, hay y vốn không ở trên giường? Lãnh Nghệ làm động tác che mặt, Thành cô nương, phải chăng là nên mặc áo lại đã, người ta sắp tới kìa. Thành Lạc Tiệp bấy giờ mới nhớ ra thân trên mình chẳng mặc gì cả, cuống lên á một tiếng che ngực, vừa cuống vừa thẹn, nhanh như cắt chạy về phòng của mình. Chẳng kịp nghĩ, phá cửa sổ lao vào, lục ra y phục của mình, mặc vào với tốc độ nhanh chưa từng có, bấy giờ mới yên tâm hơn. Từ trong phòng đi ra thì người ở tiền viện nướng thịt ăn đã bao vây quanh căn phòng sập bàn tán xôn xao. Thành Lạc Tiệp chạy tới, nhìn thấy Trác Xảo Nương đang nắm tay Lãnh Nghệ lo lắng hỏi han gì đó. Nàng vờ như không hiểu chuyện gì, đại lão gia, sao thế, xảy ra chuyện gì? Lãnh Nghệ quay sang, ánh mắt không kiềm chế được mà liếc qua chỗ nào đó trước ngực nàng, không biết chuyện gì nữa, phòng đột nhiên đổ xuống, vừa rồi điểm danh phát hiện thiếu Từ Phong, đang lo hắn bị đè phía dưới. Mọi người đang tìm Từ Phong. Thành Lạc Tiệp giật đánh thót một cái, hắn làm sao lại ở trong phòng đại lão gia? Lãnh Nghệ khay khẽ lắc đầu, ta cũng không biết, chỉ lo lắng thế thôi. Lúc này trên đống đổ nát, đám bộ khoái còn có cả những thợ săn, quan binh đưa tin, hỏa kế dịch trạm đều đang khẩn trương bới gạch ngói. Người đông nên chỉ cần một lúc, có người kêu lên, có một cái chân. Nghe tiếng hét, mọi người đổ dồn tới xem. Đó là cái chân trần, thò ra dưới đoạn xà nhà sập, toàn bụi đất, người bên trên càng tăng tốc độ, bới gạch ngói xung quanh căn xà. Người bị đè ở dưới đã lộ ra, người này không mặc gì cả. Làm không ít nữ nhân thét lên quay người đi. Chỉ thấy ngực hắn bị cả cái xà ngang đè bẹp rúm. Dịch Thừa gọi người mang nước tới. Sau khi rửa sạch bụi đất trên mặt, quả nhiên là Từ Phong. Đã chết tới không thể chết hơn được nữa rồi. Từ Phong làm sao lại chết trên giường của Chi Huyện đại lão gia? Hơn nữa còn trần truồng không mặc gì hết, làm mọi người không hiểu gì cả. Chỉ mỗi Thành Lạc Tiệp là mơ hồ đoán ra nguyên ủy. Là người cùng nhóm, cùng chấp hành nhiệm vụ, thường ngày không ưa gì nhau, nhưng nếu hắn chết nàng dù thế nào cũng buồn bã một phen. Nghĩ tới suýt chút nữa mình thất thân vì kẻ này, lại hận không thể chém xác hắn vài cái. Lãnh Nghệ tới kiểm tra, khẳng định Từ Phong thực sự đã chết, kiểm tra lại nhân số lần nữa. Xác nhận không thiếu một ai, không lo phía dưới còn có người, lệnh tất cả mọi người ngừng đào bới, lui khỏi hiện trường, tự mình kiểm tra nguyên nhân sự cố. Trước tiên kiểm tra thi thể, đúng là thương tích khi còn sống, nói cách khác, hắn thực sự bị đè vỡ ngực mà chết, chứ không phải là bị mưu sát sau đó làm giả hiện trường. Tiếp theo đó là phải xem sự cố này xảy ra thế nào. Nhìn bên ngoài thì có vẻ là chuyện ngoài ý muốn, nhưng Lãnh Nghệ mau chóng bài trừ khả năng này, vì dịch trạm tuy cũ, nhưng chưa tới mức có thể sụp xuống bất kỳ lúc nào. Hơn nữa thượng phòng vẫn tương đối mới, như thế ắt phải có nguyên nhân. Nếu không phải mình bị Từ Phong lừa ra ngoài, người chết chắc chắn là mình rồi. Lãnh Nghệ hiểu ra điều ấy, sống lưng tức thì lành lạnh, tên bạch y nhân kia đã nói, bọn chúng sẽ không từ thủ đoạn giết chết y, bọn chúng không đùa, chúng vẫn như âm hồn bất tán bám theo mình. Có khi ngay lúc này đây, hung thủ đang đứng trong đám đông kia nhìn y chằm chằm, thực sự khiến người ta không rít mà run. Ở Ba Châu y đã gặp phải cuộc ám sát của hai kẻ giả vờ say rượu, tới đây lại gặp chuyện ngoài ý muốn thế này. Lần trước y nhanh nhạy phát hiện ra sơ hở, còn lần này y hoàn toàn nhờ vận may không tin nổi mới thoát, nếu như bình thường, ăn uống đến khuya mới về, lúc đó còn có Trác Xảo Nương. Lãnh Nghệ thật sự không dám nghĩ tiếp, nhất định phải lôi bằng được hung thủ ra, không những thế còn phải theo đó tìm ra kẻ đứng sau, giải quyết triệt để mối họa này. Lãnh Nghệ mặt âm trầm như trời muốn mưa, gọi Thành Lạc Tiệp qua một bên, nghiêm khắc nói, ta hoài nghi có kẻ cố tình gây ra sự cố, ý đồ mưu hại ta. Cho nên,
Cô tốt nhất là nên nói cho ta biết sự thực, tránh chúng ta khỏi nghi ngờ nhau. Trước tiên, cô nói cho ta biết chuyện Từ Phong là sao. Vì sao hắn lại cởi hết quần áo nằm trên giường ta? Nên cô nên cân nhắc lời nói của mình đấy. Thành Lạc Tiệp bị ánh mắt Lãnh Nghệ nhìn xoáy vào, không khỏi thấy sợ hãi, khác hẳn với vẻ ít nói nhưng hòa nhã thường ngày. Nàng biết Lãnh Nghệ nói khách khí rồi, y hoàn toàn có lý do hoài nghi nàng dụ y vào bẫy, thế nên tuy chuyện này rất xấu hổ. Nhưng nàng vẫn cắn răng nói, Từ Phong trước giờ luôn thích thuộc hạ, nhưng thuộc không hề thích hắn, thật đó. Vừa rồi thuộc hạ đoán chừng hắn nghe thấy chúng ta nói chuyện, cho nên hắn nổi lòng ghen tuông, muốn giở âm mưu xấu xa với thuộc hạ cho nên. Lãnh Nghệ giúp nàng nói nốt phần khó nói, nếu hắn có ý đồ xấu với cô thì hắn nên trốn trên giường của cô, vì sao lại trốn trên giường của ta? Thành Lạc Tiệp chỉ muốn kiếm cái lỗ mà chui vào quách cho rồi, mặt đỏ tới không thể đỏ hơn, hắn nhất định là hiểu lầm, cho rằng, thuộc hạ, muốn lên giường đại lão gia, hắn mới. Nói vậy là Lãnh Nghệ đủ hiểu rồi, y cũng thẳng thắn, bảo sao hắn lừa ta, nói là cô bảo ta tới cây hòe ở hậu viện đợi. Cô có điều muốn nói, còn bảo ta leo cửa sổ để tránh khỏi bị người khác phát hiện. Ta ở dưới cây hòe đợi, mãi không thấy cô tới, chợt nghe tiếng phòng sập nên chạy về, liền thấy cô. Thành Lạc Tiệp suýt, không sống được nữa, phải nói át lời y, lúc đó thuộc hạ tới phòng đại lão gia, đến bên giường thì nghe ủnh một tiếng, xà nhà sụp xuống, vội lao qua cửa sổ trốn ra ngoài. Cô thấy xà nhà sụp xuống trước, sau đó nhà mới đổ à. Lãnh Nghệ nhìn ngay ra trọng điểm. Chương 92, tỷ tỷ không được thì muội muội cũng lên. 1. Đúng thế, còn may thuộc hạ phản ứng kịp nếu không. Thành Lạc Tiệp nghĩ lại mới thực sự sợ hãi, may mà nàng vào phòng rồi lên ngần ngừ rất lâu, nếu lúc đó mình lên giường rồi, không những chết oan uổng, mà chết rồi nhảy xuống hoàng hà cũng không rửa được tiếng xấu, xa nhà nhất định có vấn đề. Lãnh Nghệ vừa nghe vậy lập tức đi nhanh về hiện trường, sợ có kẻ thừa cơ xóa dấu vết. Vén áo bào lên ngồi xuống xem thật kỹ xà nhà, gạt cả gạch ngói kiểm tra một đầu, nứt toạc rồi, bị trọng lực làm nứt. Kiểm tra đầu kia, vết gãy rất chỉnh tề, chỉ có một phần là bị gãy do trọng lực đè lên thôi. Khẳng định có người đã cưa quá nửa rồi, phần còn lại có một đoạn dây thừng buộc vào, một đầu dây thừng có vết cháy. Xem ra hung thủ trước tiên là dùng dây thừng treo một đầu của xà ngang, sau đó cưa đứt một nửa, đợi thời cơ tới đốt dây thừng. Xà ngang dưới tác dụng của trọng lực sẽ nứt gãy rơi xuống, kéo đổ cả căn nhà. Ai bố trí cái bẫy mưu sát này, Thành Lạc Tiệp ư? Lãnh Nghệ nghi ngờ nàng đầu tiên cũng là có nguyên do, chính nàng dụ y về phòng, nếu không phải Từ Phong chen ngang thì chuyện thành rồi. Không có khả năng, xà nhà to như thế này, muốn cưa đứt nó cần thời gian không ngắn. Thành Lạc Tiệp không có đủ thời gian. Với lại nếu đã lừa mình vào phòng rồi, nàng cần gì vào nữa, lại còn cởi áo ra như thế nữa để làm cái gì? Thế nên lời nàng giải thích là hợp lý, có thể bài trừ khả năng nàng là hung thủ. Vậy hung thủ là ai? Trước tiên phải thu thập thêm manh mối đã, bây giờ đã tối, dù có đống lửa lớn đằng xa chăng nữa cũng không đủ kiểm tra hiện trường, phải đợi tới ngày mai. Lãnh Nghệ triệu tập tất cả mọi người lại, tuyên bố, qua kiểm tra sơ bộ của bản huyện, xác định đây là một vụ mưu sát. Hung thủ vốn định mưu sát bản huyện, không may thế nào, người chết là bộ khoái Từ Phong. Bản huyện tin, hung thủ chỉ quanh quẩn đâu đây, cho nên trước khi vụ án được phá, các ngươi không ai được rời khỏi nơi này. Tất cả mọi người xôn xao, mấy binh sĩ đưa tin và thợ săn đều hậm hực, rất bất lực, gặp phải loại chuyện này đành tự nhận xui xẻo, lửa vẫn cháy, thịt vẫn còn, chẳng ai còn tâm trạng nào nữa. Bóng đêm mờ mịt không trăng không sao, ánh lửa lớn vẫn bập bùng chiếu bóng người lố nhố tạo thành những cái bóng ma quái quỷ dị. Chỉ một khắc trước thôi bữa tiệc còn rất tưng bừng, giờ đây toàn bộ dịch trạm bao phủ trong bầu không khí ngột ngạt hoang mang. Chi huyện đại lão gia bị mưu sát, chuyện không nhỏ. Lãnh Nghệ không giải thích nhiều, lại bảo Thành Lạc Tiệp, cô qua đây, ta có lời muốn nói. Nếu là trước kia Thành Lạc Tiệp mong có cơ hội ở riêng với Lãnh Nghệ mà không được, còn phải bày trăm phương ngàn kế ấy chứ, giờ chỉ muốn tránh. Thực ra nơi này tối lắm, nhìn không rõ sắc mặt đối phương, càng không thấy được dáng hồng trên mặt. Lãnh Nghệ nghiêm túc hơn rất nhiều, trước đó cô nói muốn có chuyện nói với ta, bây giờ có thể nói được chưa? Thành Lạc Tiệp vẫn ngượng chín mặt vì chuyện xảy ra, nhất thời phản ứng chậm chạp, chuyện gì cơ ạ?
các cô thân là bộ đầu kinh thành, vì sao lại chạy tới đây bảo vệ một chi huyện nhỏ tòng bất phẩm như ta? Con nói đi, nơi này không ai nghe thấy cả. Thành Lạc Tiệp đối diện với câu hỏi của Lãnh Nghệ, không suy nghĩ nhiều, nói dứt khoát, chưa nói được, có một số lời phải ở trường hợp đặc biệt mới có thể nói. Lần sau có cơ hội chúng ta hãng nói chuyện này, dù sao cũng không gấp. Lãnh Nghệ thấy thái độ nàng rõ ràng như vậy, xem rất thời khó có thu hoạch, y quyết đoán bỏ qua, tập trung vào chuyện khẩn cấp nhất hiện nay, được, vì khả năng kẻ giết người là một trong số chúng ta. Thành Lạc Tiệp giật nảy mình, không thể nào, thế chắc phải trong số chúng ta có gian tế. Ta chỉ nói tới một lợi khả năng mà thôi, cũng có thể là hỏa kế dịch trạm, hoặc người ngoài lẻn vào, đều chưa thể bài trừ. Bởi thế, ta không tin bất kỳ ai khác, hôm qua ngươi luôn theo ta, vì thế chỉ có cô, phu nhân ta và nha hoàn Thảo Tuệ là không có khả năng gây án, người khác ta chưa biết. Cũng không thể là bọn thuộc hạ, vì mọi người từ kinh thành tới là để bảo vệ ngài, sao có thể giết ngài? Điều đó rất khó nói. Lãnh Nghệ từng có suy nghĩ đó, cho nên có phần lơi lỏng, nhưng xảy ra chuyện này, y không thể tin tưởng đơn giản như vậy, hiện ta chỉ tin một mình cô thôi, người khác không thể tin hoàn toàn. Tiếp tới điều tra, ta có khả năng cần cô giúp. Đồng thời, cô không được đem bất kỳ chi tiết điều tra nào nói cho người khác, kể cả muội muội của cô và Doãn Thứ. Cô làm được không? Thành Lạc Tiệp không thích người trong nhà lại nghi kỵ nhau như thế, thấy Lãnh Nghệ trang trọng như vậy, huống hồ chuyện này thực sự nghiêm trọng, nói, được, thuộc hạ có thể làm được. Vậy thì tốt, cô về giúp ta để ý xem có gì bất thường không, sáng mai chúng ta bắt đầu trả án. Ở phía bên kia Doãn Thiếu an bài hai bộ khoái trông coi hiện trường phạm tội, đợi trời sáng. Dịch Thừa thì sai hỏa kế sửa soạn một gian thượng phòng khác cho phu thê Lãnh Nghệ ở. Vũ Bộ Đầu đã vào căn phòng này kiểm tra kỹ càng, thấy không có gì mới yên tâm để Trác Xảo Nương đưa Thảo Tuệ vào ở. Đồng sư ra dậm chân than mãi, nói đông ông làm sao không may như thế, về tới huyện Âm Lăng nhất định phải kiếm ngôi chùa dâng hương. Đến khi mọi chuyện tạm lắng xuống, ai về phòng người nấy, đống lửa cũng đã dập tắt, Doãn Thiếu với cùng tỷ muội Thành ra trò chuyện, mặt âm trầm chất vấn Thành Lạc Tiệp. Bên trên an bài ngươi ở bên cạnh Lãnh Chi huyện không phải chỉ để dùng mỹ nhân kế, chớ quên nhiệm vụ hàng đầu là bảo vệ an toàn cho y trước. May, mà lần này Lãnh Chi huyện không có trong phòng, nếu không y có bề gì thì chúng ta khốn đốn. Chuyện này đã cảnh tỉnh chúng ta, không bao giờ được lơ là. Đối phương không vì có chúng ta hộ vệ mà chùn bước đâu. Hai tỷ muội Thành ra chắp tay đáp vâng, Thành Lạc Tuyền nói, liệu hung thủ có thể trong số chúng ta không? Doãn Thiếu vuốt râu trầm tư, chuyện này khó nói lắm, nếu như là ai đó trong số chúng ta thì phiền toái to. Điều này chứng tỏ đối phương đã len lỏi vào nội bộ của chúng ta, vậy mà chúng ta còn chưa biết gì cả, đây là một mối nguy hại lớn. Ta sẽ phải báo cáo lên trên chuyện này, giờ chúng ta phải tập trung toàn bộ tinh thần, đừng để xảy ra sai sót gì nữa. Các bạn đang nghe chuyện Chi huyện giả mạo của tác giả Mộc Dật tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 93, tỷ tỷ không được thì muội muội cũng lên. 2. Đồng Bình Bộ Đầu khả năng bị những kẻ này hại rồi, bọn chúng thật quá càn rỡ mà, ngang nhiên giết người như thế. Thành Lạc Tuyền tức giận, người mà nàng nói chính là nam nhân trung niên từng tra tấn bức cung vị Lãnh Chi huyện kia, sau đó bị Lãnh Nghệ khống chế ngược lại, vì giữ bí mật đã cắn thuốc độc tự sát. Tất nhiên chuyện này ba người không cách nào biết được nên cũng không biết kỳ thực Đồng Bình chính là nội gián. Nói tới đó tâm trạng ai nấy đều nặng nề, bọn họ đã bỏ nhiều công sức thăm dò. Thậm chí hoài nghi Đồng Bình bị Lãnh Chi huyện phát giác giam cầm, dẫn tới chuyện Doãn Thiếu nửa đêm đột nhập huyện nha Âm Lăng điều tra. Cho tới giờ tìm kiếm vẫn không có kết quả. Thành Lạc Tiệp tiết lộ, vừa rồi Lãnh Chi huyện tra cứu sổ đăng ký của dịch trạm, liền hỏi ta có phải từng tới huyện Âm Lăng không, ta không đáp. Có điều ta nhìn ra, y hoài nghi chúng ta hộ vệ có mục đích khác. Doãn Thiếu chẳng hề tỏ ra bất ngờ, chuyện này không thành vấn đề, y hoài nghi cũng được, không hoài nghi cũng được, chúng ta làm tốt việc của mình là đủ, nhanh chóng tìm ra thứ kia, bất chấp mọi giá. Chuyện này chủ yếu trông cậy vào tỉ muội các ngươi, nếu một người không thành thì cả hai cùng lên đi. Hiện bên trên hoài nghi, chính bản thân y khả năng không biết thứ kia, các ngươi phải tiếp cận y, lấy được lòng tin của y, hoặc quyến rũ được y, tìm kiếm manh mối. Hai tỉ muội nhìn nhau, cuối cùng cắn răng gật đầu, mới đầu chỉ định để tỉ tỉ ra tay là được,
nhưng giờ tình thế như vậy, dùng cả hai người cho đảm bảo. Tên tiểu tử Từ Phong đó không biết nặng nhẹ, để chuyện tư ảnh hưởng chuyện công, chết cũng đáng đời, nếu hắn không chết, ta không tha cho hắn. Doãn Thiếu chết một thuộc hạ không mảy may bận tâm, nhất là kẻ làm hỏng việc, rốt cuộc là kẻ nào bố trí cơ quan này, chúng ta phải làm cho rõ, lôi bằng được hung thủ ra. Nếu không lần sau không may mắn như thế đâu. Người muốn có thứ kia thực sự không ít, làm sao mà tra được chứ, huống hồ nội bộ chúng ta khả năng còn có nội gián. Có người hy vọng phe chúng ta có được thứ đó, có. Người không muốn, cũng có người muốn chiếm đoạt nó, có kẻ thà hủy thứ đó mãi mãi chứ không muốn ai có được, ai cũng khả nghi cả. Thành Lạc Tuyền chỉ cân nhắc tới phe phải khả nghi đã thấy đau đầu, giống tỷ tỷ, nàng cũng không phải người thích động não. Bảo vệ y mới là quan trọng, nếu y bị giết, khiến thứ kia vĩnh viễn chìm sâu dưới đáy biển, e ba chúng ta chết không chỗ chôn. Thành Lạc Tiệp bất giác dùng mình, không biết nghĩ tới chuyện gì, đôi mắt đẹp ánh lên vẻ kinh sợ, Doãn Thiếu cười nhạt, các ngươi biết là tốt, cho nên tỉ muội các ngươi phải nhanh lên. Ăn trộm cả ngày chứ chẳng thể chống trộm cả ngày, chúng ta chẳng thể bảo vệ cho y mãi, sớm muộn để lộ sơ hở khiến kẻ khác lợi dụng thành công. Bởi thế các tỉ muội các ngươi phải phát huy trọn vẹn ưu thế nữ nhân của các ngươi. Đó là nguyên nhân chủ yếu các ngươi được chọn, chớ phụ kỳ vọng của bên trên. Hai tỉ muội đều đứng dậy, trang trọng chắp tay đồng thanh, dù phân thân nát cốt cũng không tiếc. Ta tin các ngươi. Doãn Thiếu trước mặt người khác ít gây chú ý, lặng lẽ như cái bóng. Thực ra ông ta mới là người đứng đầu trong nhóm. Chuyện này Lạc Tiệp làm rất tốt, ta thấy Lãnh Chi Huyện đã để ý tới ngươi rồi đó. Vậy mà gặp phải chuyện tên Từ Phong này, hắn đúng là thứ sao chổi, không biết nặng nhẹ chen ngang, chết nhanh gọn là may mắn rồi. Thành Lạc Tiệp ngần ngừ một chút, thấp giọng nói, Lãnh Chi Huyện nhìn có vẻ giống đại đa số quan viên khác ngoài đạo mạo trong háo sắc. Nhưng mà qua chuyện vừa rồi, ta cảm giác y đang đóng kịch, muốn thăm dò tin tức từ phía chúng ta thôi. Ngươi nói, y tương kế tự kế. Doãn Thiếu nhíu mày, câu này khiến ông ta chú ý. Lãnh Nghệ là tên thư sinh trói gà không chặt thật, nhưng vụ tiền thuế cho thấy. Y là kẻ thông minh cơ biến, không phải là thư sinh cổ hủ, cũng không phải tương kế tự kế. Y cũng thông minh, nhưng còn chưa lợi hại tới mức đó. Chỉ là một loại cảm giác thôi, thực ra y không hứng thú với tỉ muội bọn ta lắm. Bằng chứng là y chưa từng chủ động tiếp cận, mà luôn ỡm ở ứng phó với ta. Y quan tâm tới thê tử y là thật, thi thoảng lơ đễnh đều nhìn về phía Trác Xảo Nương, chuyện này rất khó che giấu. Mới đầu Thành Lạc Tiệp nghĩ mỹ nhân kế của mình thành công làm Lãnh Nghệ mắc câu, nhưng vừa xảy ra chuyện Từ Phong. Từ thái độ lạnh lùng của y làm cô nhận ra sự thực, vì lúc đó y không có tâm trạng đóng kịch nữa, nên lộ ra suy nghĩ trong lòng, Thành Lạc Tuyền không tin lắm. Hai tỷ muội cô luôn tự tin vào dung mạo của bản thân, đó là vì tỷ chưa dùng hết thủ đoạn thôi, nếu không sợ gì y không mắc câu. Thành Lạc Tiệp lắc đầu, muội không tin thì thử đi. Không cần phân chia như thế, có thủ đoạn gì, cả hai ngươi cứ dùng hết đi. Chuyện không có tiến triển mà còn khó khăn hơn, Doãn Thiếu đã có chút sốt ruột, Thành Lạc Tuyền chưa tiếp xúc với Lãnh Nghệ nhiều. Nàng chủ yếu ở bên Trác Xảo Nương, nên tự tin nói, ta không sợ y không mắc câu, chỉ... cần có thêm thời gian, ta sẽ làm được, chỉ sợ là y bị đối thủ ám sát, thực sự là đề phòng không xuể. Như chuyện ngày hôm nay, chúng ta đâu lơ là, vậy mà vẫn xảy ra sự cố. Thế nên mới càng cần các ngươi phải thân cận với y, chỉ như thế mới tiện bảo vệ sát bên cạnh. Dù dùng mạng của các ngươi đánh đổi, cũng phải bảo vệ cho y tuyệt đối an toàn. Doãn Thiếu nghiêm giọng nói, hai tỷ muội gật mạnh đầu thể hiện quyết tâm của mình. Chương 94, cái bẫy tinh vi. Sáng hôm sau, chuyện đầu tiên Lãnh Nghệ làm khi thức dậy là tới đống đổ nát kia. Y dậy khi đa phần mọi người trong dịch trạm vẫn ngủ say, cứ thế một mình đứng đó trong gió lạnh trầm tư. Tới khi Dịch Thừa thức dậy biết tin đại lão ra dậy từ bao giờ mới rối rít chạy tới. Lãnh Nghệ bảo ông ta chỉ điểm cho bộ khoái và hỏa kế dịch trạm, dọn hết đống đổ nát, dựa theo nguyên dạng căn phòng khôi phục lại. Chuyện này tốn mất cửa một buổi sáng mới xong. Lãnh Nghệ thấy đôi tỷ muội song sinh đứng đằng xa trò chuyện, cả hai mặc võ phục xanh nhạt, tư thế yểu điệu, nước da trắng ngần, phía dưới hàng chân mày nhạt là một đôi mắt xinh đẹp và vô cùng sắc sảo. Hai người các nàng xuất hiện, người khác khó mà không chú ý, Lãnh Nghệ thấy ánh mắt đám hỏa kế dịch trạm hấp háy nhìn về một phía liền nhìn theo. Quả nhiên là các nàng, vẫy tay gọi, Lạc Tiệp bộ đầu, mời qua đây một chút.
Thành Lạc Tiệp đi tới chắp tay nói, đại lão gia. Lãnh Nghệ không nói gì mà quan sát kỹ môi nàng, Thành Lạc Tiệp đi tới một bước, khẽ liếm một cái cho cánh môi thêm ướt át, cười khúc khích, đại lão gia cứ nhìn môi người ta làm gì vậy? Đồng bọn vừa mới chết, mình lại bị ám sát, trong nội bộ nghi ngờ có nội gián, tình hình nghiêm trọng như thế mà nàng còn cười, khác hẳn thái độ nghiêm túc tối qua, chuyện này không phù hợp. Đầu óc Lãnh Nghệ ở loại chuyện này vận động rất nhanh, đoán ra hôm qua đám người họ tụ họp, nhận ra tình hình phức tạp, nên tiếp tục quyết định đẩy mạnh mỹ nhân kế để moi tin từ mình đây. Thành Lạc Tiệp không biết chỉ vẻn vẹn một chút thay đổi nhỏ của mình bị Lãnh Nghệ nhìn ra nhiều như thế, y cũng nửa đùa nửa thật phối hợp. Chắc hắc, ta muốn xác định cô có phải là tỷ tỷ Lạc Tiệp không, vì ta cần tỷ tỷ giúp, chứ không phải là muội muội. Thành Lạc Tiệp chớp chớp mi, ném cho Lãnh Nghệ cái lườm quyến rũ, vậy ngài nhìn ra chưa, ngài có muốn xem nốt ruồi kia để xác minh không? Mặc dù tối qua Lãnh Nghệ đã nhìn thấy nửa thân trên của nàng, nhưng khi đó một là trời thì tối, bụi thì mù mịt. Chỉ loáng thoáng thấy da thịt trăng phao phao thôi, không thấy rõ ràng, nói gì tới chú ý đến nốt ruồi đen kia. Có điều giữa môi chỉ có một đường vân thì đúng là tỷ tỷ Thành Lạc Tiệp rồi. Lãnh Nghệ không ngại đóng giả người chúng mỹ nhân kế, song đó không phải chuyện cấp bách lúc này. Chuyển đề tài, hôm qua ta nhờ cô suy nghĩ về vụ án này, đã nghĩ ra gì chưa? Thành Lạc Tiệp như tiểu cô nương thẹn thò, vân về góc áo. Tối qua, người ta mãi nghĩ tới điều khác, không nghĩ tới vụ án. Nghĩ cái khác, nghĩ tới đại lão gia ngài, nghĩ tới ta làm cái gì. Có người muốn hại ngài, người ta là hộ vệ bên cạnh, không bảo vệ tốt, còn khiến ngài thiếu chút nữa mất mạng, người ta rất áy náy. Lãnh Nghệ à một tiếng, kiểu ra là thế, rộng lượng nói, không sao, ai có thể ngờ được chứ. Nhưng mà người ta cũng nhớ đại lão gia, nghĩ tới ngài là liền có thể ngủ ngon rồi. Thành Lạc Tiệp đỏ mặt nói, Lãnh Nghệ giả ngốc tới cùng, nghiêm trang nói, ta không bảo cô nghĩ tới chuyện đó. Ta nói nghĩ là nghĩ tới vụ án, chúng ta cần tìm ra manh mối, lần theo đó tìm ra hung thủ mới là chuyện đúng đắn nên làm. Nói rồi không để ý tới Thành Lạc Tiệp nữa, bảo Dịch Thừa đi tập trung toàn bộ mọi người tới đại sảnh Dịch Trạm đợi lệnh, không cho phép bàn luận vụ án, cũng không cho phép ra ngoài. Sai Doãn Thiếu và Thành Lạc Tuyền giám sát. Lãnh Nghệ dẫn theo Thành Lạc Tiệp xem xét đống vật phẩm được chỉnh lý ra từ đống đổ nát, những món này được phân loại thành từng nhóm, y chỉ một đoạt xà ngắn, chú ý tới cái này không. Thành Lạc Tiệp nhìn kỹ, thấy có một cái lỗ nhỏ, xung quanh bị thiêu cháy, đây là cái gì? Đây là đoạn xà ở một phía bên tường, Dịch Trạm này cái gì cũng cũ kỹ, ván gỗ trên tường có vết nứt. Hung thủ buộc dây thừng vào xà, xuyên qua khe nứt, sau đó buộc lên xà ngang phía trên. Lãnh Nghệ đứng dậy, đi tới xà ngang rất lớn, cầm lấy sợi dây thừng cháy, chú ý cái này, đoạn thừng buộc lên xà ngang này bị đốt cháy. Thừng đứt một phát, thanh xà bị cưa một nửa được thừng treo lên liền không chịu nổi sức nặng nữa, đứt đoạn kéo theo cả ngôi nhà sụp đổ. Vì thế đoạn dây thừng này thực ra là cơ quan giết người. Ai làm đứt nó, người ấy là hung thủ. Đúng thế. Thành Lạc Tiệp tán đồng với lập luận này, nàng chỉ lỗ nhỏ, bên trong như có thứ gì đó như đầu mũi tên vậy. Hẳn là thế, cô có thể lấy nó ra mà không làm hỏng tới cái lỗ không? Để lại cái lỗ làm gì? Để quan sát quỹ tích mũi tên bắn vào, từ đó phán đoán hung thủ từ đâu bắn tới mũi tên này, đốt đứt dây thừng. À, ý đại lão ra là, hung thủ trước tiên treo dây thừng lên để giữ tạm thanh xà, đợi tới lúc cần thiết. Ở bên ngoài bắn tên lửa vào chúng đoạn xà này dưới mái hiên, đốt cháy thừng buộc trên đó, khiến nó thành cái bẫy giết người. Thành Lạc Tiệp chưa từng nghe thấy kiểu giết người này, chính bản thân phân tích mà còn ngờ ngợ, Lãnh Nghệ gật đầu. Từ trong đống vật phẩm tìm ra cán mũi tên, đây hẳn là cán mũi tên hung thủ bắn ra, vì phòng sụp mà phần bên ngoài bị cháy gần hết, nên rất dễ gãy. Thành Lạc Tiệp nhận lấy quan sát kỹ càng, đây là một mũi tên rất bình thường, không có đặc trưng gì cả, từ nó không thể suy ra hung thủ là ai. Còn phần đầu mũi tên này, cưa ra từ hai bên đi, lấy đầu mũi tên sau đó hợp lại như thế sẽ không ảnh hưởng tới đại lão. Ra kiểm tra chứ. Cách của cô rất tốt đấy, cứ làm như vậy đi. Lãnh Nghệ gọi Dịch Thừa tới hỏi, trong Dịch Trạm có cưa không? Có ạ. Dịch Thừa trả lời, Dịch Trạm nhiều năm không tu bổ, hay hỏng cái nọ hỏng cái kia. Cho nên trong Dịch Trạm chuẩn bị đồ làm mộc đầy đủ lắm ạ. Đặt trong phòng tạp vật dưới bếp, đại lão ra muốn cái gì cũng có. Đầy đủ vậy cơ à, Lãnh Nghệ nghĩ ngay tới chuyện xà bị cưa, nói, dẫn ta tới xem.
Các bạn đang nghe chuyện Chi Huyện Giả Mạo của tác giả Mộc Dật tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 95, tên bắn từ đâu? Phòng tạp vật được đặt ở góc nằm sát với tường bao bên ngoài, có thể nói là nơi hẻo lánh nhất trong dịch trạm, ba phía khuất tầm nhìn. Phòng gỗ lụp sụp như cái lán ở công trường vậy, thậm chí còn tệ hơn. Lãnh Nghệ nghi ngờ hỏi, cửa phòng không khóa đúng không? Dịch Thừa xác nhận, vâng ạ, cũng chẳng có gì quý trọng, nên chẳng khóa bao giờ, mọi người ra vào lấy đồ cho tiện. Lãnh Nghệ hừ khẽ, như vậy là hung thủ cũng có thể tự do ra vào lấy cưa rồi. Dạ. Dịch Thừa ú ớ, chưa gì toát mồ hôi, cứ như vụ án mưu sát Chi Huyện này có liên quan tới ông ta vậy, thế dịch trạm có thợ mộc không? Lãnh Nghệ lại hỏi, có ạ, nhưng mà thực ra cũng không tính là thợ mộc, chỉ là một hỏa kế trước kia từng học nghề mộc. Cho nên trong dịch trạm khi cần sửa chữa cái gì cũng gọi hắn ạ. Gọi hắn tới đây, ta có chuyện cần hắn giúp. Dịch Thừa vội gọi hỏa kế biết làm mộc kia lại, hỏa kế này còn trẻ, có khi chưa tới 20, bộ dạng gầy ốm xanh xao thiếu dinh dưỡng. Bị đại lão ra triệu kiến thì sợ lắm, vừa bào đã quỳ sụp xuống khấu đầu, thảo dân khấu kiến đại lão ra. Lãnh Nghệ phẩy tay, y không quen người khác quỳ trước mặt, đứng lên nói chuyện. Thợ mộc đứng dậy, không dám đứng trước mặt đại lãi ra mà đứng một bên, đầu cúi thấp. Lãnh Nghệ bảo Dịch Thừa đi trước, thấy hắn quá căng thẳng, hỏi một câu đơn giản trước, ngươi biết làm mộc hả? Dạ. Thợ mộc gật đầu, Lãnh Nghệ đưa tay lấy đoạn xà gãy từ chỗ thành lạc tiệp chỉ cái lỗ trên đó, ngươi có thể cưa cái xà này lấy mũi tên trong đó không? Thợ mộc nhìn đoạn xà rồi khẳng định, có ạ. Thế thôi, làm ngay đi lấy ngay cho ta. Đối với người có nghề mà nói, công việc này không có gì khó khăn, chỉ một lúc hắn đã cưa đứt hai đầu đoạn xà, lấy ra mũi tên. Làm tốt đấy, xong việc của ngươi rồi, đi đi. Lãnh Nghệ rất hài lòng khen ngợi, đợi thợ mộc thờ phào định đi, lại hỏi giật giọng, à phải, tối qua trước khi xảy ra vụ án, ngươi ở đâu? Thợ mộc run bần bật, lắp ba lắp bắp, Thảo. Thảo dân luôn ở trong sân, giúp nướng thịt. Trong quá trình đó có đi đâu không? Không ạ. À không, Thảo dân có đi lấy củi, xách nước, có rời đi mấy lần. Lần nào cũng đi cùng hỏa kế Tiểu Tam, Lục Tử, không lần nào đi riêng ạ. Bọn họ có thể làm chứng. Lãnh Nghệ, lạnh lùng, bản huyện sẽ xác thực. Được rồi, không còn chuyện gì nữa, đi đi. Thợ mộc dạ, khom lưng lùi ra sau. Thuộc hạ sẽ tìm hai tên kia xác nhận ngay. Thành Lạc Tiệp cũng là bộ đầu, nàng biết phải làm gì, hỏi nhỏ. Đại lão ra hoài nghi tên thợ mộc sao? Mọi người đều có hiểm nghi cả, ta quan sát đoạn xà bị đứt, vết cưa rất gọn, có vẻ động tác rất thuần thục, không phải là người lạ tay cưa được. Vậy thì tốt quá, trực tiếp gọi tất cả tới, bảo bọn họ cưa gỗ, không phải là tìm ra kẻ có hiểm nghi rồi sao? Làm gì mà dễ dàng thế? Lãnh Nghệ thấy vẻ mặt tươi hơn hớn của Thành Lạc Tiệp cứ như xong việc rồi, khóe môi hơi giật giật, cô gái này rõ ràng là chân tay nhanh hơn đầu óc. Cơ mà thế cũng may, nếu không đã chẳng nhìn ra mỹ nhân kế của nàng dễ thế, Lãnh Nghệ thực muốn tóm đầu tên cử nàng tới, hỏi hắn xem có phải coi thường IQ của mình hay không. Hắng giọng một cái, Lãnh Nghệ quay về vụ án, chuyện này có thể giả vờ mà, hơn nữa cưa gỗ thôi, đâu phải là chuyện khó gì, chẳng cần người học nghề mộc, làm quen tay là biết. Cho nên tạm thời không thể dùng để phân biệt. Được rồi, cô đi nhanh đi, tránh chúng thông đồng với nhau. Xong việc tới căn nhà đổ, ta muốn làm một thử nghiệm nhỏ. Thành Lạc Tiệp nhanh chân đi ngay. Lãnh Nghệ cầm đoạn xà gãy đi tới bên đống đổ nát, gọi mấy hỏa kế dịch trạm tới, nhờ họ giúp làm sao cố gắng hết mức đặt đoạn xà này vào chỗ ban đầu. Vì chỉ có thượng phòng bị đổ, nhà gần đó không sao cả, ba gian đều là thượng phòng, cho nên dễ dàng có thứ tham chiếu. Rất nhanh đoạn xà được đặt xong. Lúc này Thành Lạc Tiệp cũng quay về, nói hai người mà thợ mộc nhắc tới có thể chứng minh, hôm qua ba người họ luôn ở cùng nhau. Nàng hỏi riêng từng người, đáp án giống nhau. Kết quả này không khiến Lãnh Nghệ bất ngờ, y đem mũi tên gãy cắm vào cái lỗ, căn cứ vào phương hướng cán mũi tên, đại khái tính ra được quỹ tích. Thành Lạc Tiệp chỉ nhìn một cái là chỉ tay ngay, hướng này, ở ngoài tường bao bắn vào, độ cao cũng ngang tầm tường bao, hung thủ rất có khả năng ở ngay trên tường bao bắn tới. Hai người men theo hướng đó, tới bên tường bao, nhìn phía dưới tường bao, ở đó tuyết chưa tan vẫn còn nguyên vẹn, vậy thì hung thủ không bắn trong tường bao rồi. Lại đi vòng qua cổng chính ra bên ngoài tường bao,
nhìn một cái trố mắt. Tuyết bên ngoài đều bị quét sạch chất thành đống rồi, cho nên không để lại chút manh mối nào. Lãnh Nghệ bảo Dịch Thừa lấy thang tới, Thành Lạc Tiệp đích thân trèo lên thang quan sát, nàng đứng trên reo mừng, có dấu tuyết bị đè, hung thủ quả nhiên là ở đây phóng tên vào. Thuộc hạ nói rồi mà, hung thủ khả năng là người ngoài, trong chúng ta làm sao có nội gián được. Lãnh Nghệ đợi nàng xuống cũng tự mình leo lên, nhìn vết đè, nhìn cái đoạn xà chỉ cách đó mấy chục bước chân, nhảy xuống phủi tuyết trên quan bào, hung thủ không bắn từ đây. Vì sao? Thành Lạc Tiệp không thấy phán đoán của mình có gì sai. Lãnh Nghệ vẫy tay bảo nàng theo mình, quay lại trong viện tử, tới một căn phòng bên cạnh thượng phòng. Căn phòng này có kết cấu giống hệt thượng phòng, chỉ khác bài bố bên trong, cô coi đây là căn phòng bị đổ đi, có thấy vấn đề gì không? Thành Lạc Tiệp nhìn trái nhìn phải, có vấn đề gì đâu. Ý ta nói là nếu cô ở vị trí tường bao vừa mới phát hiện để bắn tên thì bắn được tới đây không? Lãnh Nghệ thấy mình hỏi chưa rõ, hỏi lại, không vấn đề gì cả. Thành Lạc Tiệp thuộc trường phái hành động, nàng không nói nhiều, gọi hóa kế tới mang hai cái thang gỗ, đặt ở khoảng cách tương ứng với tường bao. Lấy cung tên của bộ khoái Nguy Đô, nàng ngồi vững vàng trên hai cái thang, tư thế đẹp đẽ, chẳng cần ngắm, dương cung lên cao căng thành hình trăng tròn, bắn ngay, tên như sao băng, cắm phập vào đoạn xà. Chương 96, Điều tra, 1. Thành Lạc Tiệp rất hài lòng vì phát bắn chính xác của mình, tung người nhảy xuống thang, rõ ràng cố tình biểu diễn, dương dương đắc ý nói với Lãnh Nghệ, ngài thấy sao? Lãnh Nghệ lắc đầu, chỗ cô bắn thấp hơn mấy tấc so với cái lỗ ở thượng phòng, ta muốn bắn một mũi cung ở cũng độ cao đó. Có gì khó đâu cơ chứ? Thành Lạc Tiệp lần nữa dương cung lắp tên, lần này nàng ngắm rất kỹ càng, vậy mà kéo cung mãi mà không sao bắn được. Cuối cùng có lẽ mỏi tay, hoặc là nàng hết kiên nhẫn bắn bừa một phát. Biu. Mũi tên này không trúng, kem một cái bắn trúng mái hiên, nát viên ngói, mảnh vụn bắn tung tóe, Lãnh Nghệ phải nhảy lùi né tránh. Thành Lạc Tiệp xấu hổ, hậm hực nói, cái mái hiên đáng ghét che rồi, bắn không tới. Cái mái hiên nó chẳng làm gì mà đáng ghét, nhưng cô bắn không được thì đúng rồi, Lãnh Nghệ nói, cô phát hiện ra rồi đấy. Đoạn xà ở sau mái hiên, chúng ta ở dưới có thể nhìn thấy tên bắn vào, nhưng khi ở xa lại không thể bắn chúng, vì mái hiên che mất. Nên tầm bắn không thể xa như cô nghĩ đâu, càng xa thì đường bay của mũi tên càng cong, hung thủ không thể bắn từ ngoài tường bao. Thành Lạc Tiệp chưa cam tâm, nhưng nàng nhắm kỹ lắm rồi, cuối cùng phải thừa nhận, hung thủ đúng là người ở dịch trạm, nếu không hắn cũng không cần dùng một chiêu giấu đầu lòi đuôi thế này. Hừng, để xem, kẻ đó bắn vào từ chỗ nào. Kẻ địch ở bên trong, vấn đề nghiêm trọng hơn rất nhiều. Thành Lạc Tiệp tìm kiếm thật kỹ mảnh đất phía đối diện đoạn tường có xà nhà kia, đồng thời tưởng tượng hung thủ bắn mũi tên chí mạng này thế nào. Nghĩ mãi nàng lắc đầu, thuộc hạ nghĩ không ra, đây là một mảnh đất trống, theo như hướng mũi tên bắn vào, tầm bắn phải cao bằng hai người, dù hắn nhảy lên cũng không đạt được tầm cao đó. Lãnh Nghệ sờ râu, đây là thói quen mới của y khi tới thời đại này, ai bảo râu y đã dài bằng hai đốt ngón tay rồi. Nhảy không thể cao như thế, nhưng có cách khác, đó là dùng hai cái thang gác vào nhau như Thành Lạc Tiệp đã làm. Nhưng khả năng này bị loại trừ, vì thời gian ngắn, hai cái thang trở thành mục tiêu dễ phát hiện. Rốt cuộc hung thủ dùng cách nào đây? Bầu trời một màu xám xì xì, trời lúc tạnh lúc đổ tuyết bất chợt, không khí vừa lạnh vừa ẩm thấp ở nơi này rất khó chịu, dù ngay cả đốt lửa đấy, vẫn có cảm giác không ấm áp hẳn. Dịch trạm hôm nay đóng im ỉm, có nhiều người đi qua đi lại chú ý tới rồi, không quá để ý. Nơi này là yếu điểm giao thông, hoạt động thương nghiệp tấp nập. Nhưng mùa đông, kinh doanh không nhiều, lại gần Tết, nên lác đác bóng người đi vội vã, cửa hiệu gần đó đóng cửa quá nửa, chỉ còn một ít số trong năm làm ăn không tốt còn nấn ná kiếm thêm. Hoặc ông già không nơi về được giao ở lại trông hiệu, ngồi thu lu bên cửa bần thần nhìn phương xa, chẳng biết nhớ người thân hay hồi tưởng quá khứ. Trong dịch trạm cũng là cảnh yên ắng, ai ở chỗ người nấy, có trò chuyện cũng chỉ thì thầm nhỏ với nhau, không dám to tiếng. Lãnh Nghệ là người thích khám phá những bí ẩn, thích giải đố, đó là lý do chủ yếu khiến y thành một cảnh sát, nhưng giờ chuyện liên quan tới tính mạng bản thân thì không có tâm trạng tốt đẹp đó. Từ thượng phòng tới tường bao được trải gạch xanh, tuyết trên đó lại được quét sạch, nên chẳng có dấu vết gì. Thành Lạc Tiệp đi theo Lãnh Nghệ cũng tìm kiếm một hồi, nhưng hiển nhiên cô nàng này kiên nhẫn rất có hạn. Được một lúc nghiến răng nói,
Mặc kệ hắn dùng cách gì, cứ tóm hắn ra là được, tới lúc đó hắn sẽ khai thôi. Lãnh Nghệ thở hắt ra, vậy cô định tìm ra hắn thế nào? Thành Lạc Tiệp há mồm một lúc quay đầu sang bên Hứ một tiếng không đáp. Chỉ là cảm giác làm vậy mất mặt bộ đầu Lục Phiến Môn, vì thế nàng vắt óc nghĩ, nếu như chúng ta đã xác định là người nội bộ làm, vậy thì phải tìm trong nội bộ rồi. Người này thứ nhất là thuần thục làm mộc, thứ hai là biết bắn cung, còn bắn không tệ. Nếu không đã chẳng thể bắn chúng thừng trên xà, hoặc là dưới thừng để đốt cháy nó. Phải là người có huấn luyện, người bình thường khó làm được. Trong sáu bộ khoái tùy tùng chỉ có Từ Phong và Ngụy Đô là cung tiễn thủ, bốn nữ bộ khoái chỉ là gọi là biết thôi, bắn kém lắm. Đương nhiên còn có thuộc hạ và muội muội và Doãn Thiếu biết. Trong dịch trạm còn có tên thợ săn và ba quan binh đưa tin, trong đó có hai người là cung tiễn thủ. Vậy hiện tính ra có sáu người biết bắn tên, chưa tính người của dịch trạm. Chúng ta phải tiếp tục thu hẹp phạm vi tình nghi. Lãnh Nghệ trầm ngâm, thu hẹp phạm vi tình nghi. Người này thi thoảng dùng mấy từ thật lạ, Thành Lạc Tiệp phải đoán mới hiểu, nhưng không nghĩ gì, y là người đọc sách, tất nhiên nói chuyện khác người thường, làm sao mà thu hẹp được. Cô nghĩ thử xem còn điểm nào hung thủ không thể làm được, ví như thời gian gây án, còn có thời gian cưa xà nhà nữa. Thuộc hạ biết rồi, xà nhà to như thế, ít nhất phải cưa mất một bữa cơm mới xong. Mà thuộc hạ, Hoàng Mai, Lâm Linh thì theo đại lão ra xuống núi săn bắn, khi về tới dịch trạm lại bận bịu chuẩn bị nướng thịt, thế nên không có thời gian gây án. Có thể bài trừ. Cô hiểu đúng ý ta. Nói rồi đó. Lãnh Nghệ gật gù rồi trầm ngâm, chúng ta ở lại dịch trạm Âm Sơn là quyết định tạm thời, dịch trạm này lại có ba gian thượng phòng. Như vậy phải xác định ta sẽ ở đâu trước rồi mới có thể cưa xà. Như thế chúng ta tiếp tục thu hẹp được thời gian, Thành Lạc Tiệp có đường lối tư duy rõ ràng hơn rồi, nói ngay, vậy loại trừ Đồng Sư Gia và Hỏa Kế dịch trạm nữa, vì họ không biết bắn tên. Làm sao cô biết được ai không biết bắn tên? Dễ lắm, lát nữa thuộc hạ gọi tất cả ra, để mỗi người bắn vài phát là được rồi. Người biết bắn giả vờ không biết, nhìn một cái là có thể nhận ra được ngay. Rất hay, Lãnh Nghệ khen ngợi, vậy những người nào có thể bài trừ nữa? Muội muội của thuộc hạ có thể bài trừ, nó không làm hại ngài đâu. Vì sao? Các bạn đang nghe chuyện Chi Huyện Giả Mạo của tác giả Mộc Dật tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 97, Điều tra 2. Thành Lạc Tiệp không thể lấy nhiệm vụ của mình ra giải thích với Lãnh Nghệ được, nàng khẳng định chắc nịch, nó là muội muội của thuộc hạ, nó không làm thế. Đây không thể là lý do bài trừ được, Lãnh Nghệ khi làm việc rất nghiêm túc, ta tin vào cảm giác của cô, nhưng phá án không thể làm thế, không thể cảm tính. Cô không đưa ra được lý do hoặc chứng cứ vắng mặt, cho nên muội muội cô vẫn là nghi phạm. Chứng cứ vắng mặt là gì? Tức là chứng cứ chứng tỏ cô ấy không có mặt ở hiện trường, giống cô luôn đi theo ta nên không có thời gian, đó cũng là chứng cứ vắng mặt. Thành Lạc Tiệp cắn môi, được. Vậy nghi phạm có Doãn Bộ Đầu và thuộc hạ Ngụy Đô của ông ta. Muội muội thuộc hạ và hai tùy tùng Trịnh Nghiên, Lý Phân. Tên thợ săn cùng hai quan binh hộ vệ đưa tin. Thuộc hạ trọng điểm nên đặt vào tên thợ săn, một tên thợ săn đi săn mà lại ở dịch trạm, hắn đi săn bao nhiêu mới đủ tiền chứ, điểm này đáng hoài nghi. Cô nói có lý lắm, vậy chúng ta chia nhau ra hành động, cô đi bài trừ đám dịch thừa, còn ta đi kiểm tra người dịch trạm. Lãnh Nghệ quyết định. Được, có điều đại lão ra phải hỏi muội muội của thuộc hạ trước. Thành Lạc Tiệp nói rất cương quyết, vì sao? Vì nó là muội muội của thuộc hạ không muốn nó bị nghi ngờ, ngài phải hỏi nó trước. Vậy cũng tốt. Lãnh Nghệ đồng ý, bảo Thành Lạc Tiệp đi gọi Thành Lạc Tuyền, y ở trong phòng mình chờ đợi. Khách ít, phòng trống trong dịch trạm còn nhiều, Lãnh Nghệ lấy một căn chuyên môn dùng để thẩm vấn. Một lát sau một cô gái tuổi đôi mươi đi vào, bước chân nàng nhẹ nhàng uyển chuyển. Trang phục gọn gàng ôm vừa vặn lấy thân thể, phác họa ra đường cong ưu mỹ mà khỏe khoắn. Khí chất vừa có cả khí chất phong tình, trang nghiêm lẫn tao nhã. Không ai biết nàng là tỷ tỷ hay muội muội cho tới khi nàng lên tiếng, đại lão ra cho gọi thuộc hạ. Lãnh Nghệ chỉ cái ghế bên cạnh, ngồi xuống rồi hãng nói. Thành Lạc Tuyền thoải mái đi xuống ghế bên cạnh Lãnh Nghệ, vừa ngồi xuống liền thấy. Y nhìn chằm chằm vào môi mình, dùng giọng mũi nũng nịu, đại lão ra. Cứ nhìn môi người ta làm gì, muốn ăn son trên môi người ta sao? Hi hi. Lãnh Nghệ luống cuống,
Tiểu nha hoàn trong Hồng Lâu Mộng cũng trêu giả Bảo Ngọc như thế, lòng nghĩ, hai tỷ muội này làm sao cứ mở miệng ra là khiến người ta tơ tưởng linh tinh thế nhỉ? Thành Lạc Tuyền cười càng vui vẻ, Thu Ba sóng sánh, ném cho y một cái nguyết đầy phong tình. Người ta trừ đường vân ở môi khác nhau ra còn có bốn chỗ nữa khác nhau, tỷ tỷ đã nói hết cho đại lão ra chưa? Vừa nghe câu này một cái, ánh mắt Lãnh Nghệ không chịu điều khiển mà lướt qua ngực nàng, cùng no tròn như nhau. Nhưng chỉ trong tích tắc thôi, đã xác nhận nàng chính là muội muội liền quay về chủ đề chính, ngồi thẳng lưng, nghiêm nghị nói. Bản huyện mời cô tới đây chính là để điều tra vụ án sập nhà đè chết người tối quan, cô đem chuyện sau khi tới dịch trạm kể ra một lượt. Ở đâu? Tiếp xúc với ai? Thành Lạc Tuyền hờn dỗi, đại lão ra hoài nghi người ta làm sập nhà đè chết Từ Phong sao? Không phải hoài nghi, mà là hỏi chuyện từng người, ai cũng sẽ bị hỏi câu này. Nếu hoài nghi, đại gia nên hoài nghi tỷ tỷ ấy, cái tên Từ Phong đó xưa nay thích tỷ tỷ, vì tỷ ấy mà ghen tuông. Phàm là nam nhân nói chuyện với tỷ ấy, hắn đều đi tra hỏi người ta, có khi còn đánh nhau, tỷ tỷ tức lắm, chửi mắng hắn té tát nhiều lần, hắn vẫn chứng nào tật nấy. Tỷ tỷ cực kỳ ghét hắn, hay nói mong hắn chết quách cho rồi, còn mong hơn người ta đấy. Lãnh Nghệ nắm bắt ngay được điểm quan trọng trong lời nàng, tức là cô cũng mong Từ Phong chết. Thành Lạc Tuyền giống tỷ tỷ, tính tình rất thẳng thắn, tất nhiên không phải kiểu nghĩ gì cũng tuôn ổng ộc ra chẳng suy xét, mà là kiểu hàng sảng, ít để ý tiểu tiết, hắn rất đáng ghét, có điều người ta chưa tới mức mong hắn chết, dù sao hắn chết cũng chẳng cần buồn. Lãnh Nghệ lại hỏi, hắn đắc tội với cô sao? Ừm, cũng gần như thế, hắn mấy lần coi người ta thành tỷ tỷ, nói những câu sởn gai ốc, còn muốn đụng chạm, người ta cho hắn vài cái tát. Thành Lạc Tuyền nới với vẻ khó chịu ra mặt, rồi nàng khẳng định chắc chắn, nhưng thuộc hạ không giết hắn. Cái đó thì cô phải lấy ra chứng cứ rồi. Nếu thuộc hạ không lấy được chứng cứ thì sao? Lãnh Nghệ nghiêm túc trả lời, vậy thì ta sẽ đưa cô vào diện hiềm nghi trọng điểm để điều tra. Diện hiềm nghi trọng điểm, ngài hay dùng từ thật kỳ lạ, nhưng nghe có vẻ thích hợp. Thành Lạc Tuyền lẩm nhẩm một lượt, dậm chân hờn giận, kéo dài giọng, đại lão ra, người ta có chỗ nào không bằng tỷ tỷ, đại lão ra sao không nghi ngờ tỷ ấy, lại nghi ngờ người ta, ngài thiên vị. Lãnh Nghệ không mảy may động lòng, vững vàng như núi nói, ta không thiên vị, ta điều tra cô ấy rồi. Cô ấy đã nói ra hành tung tối qua, hơn nữa còn có nhân chứng chứng minh, nên đã được loại trừ hiểm nghi. Thuộc hạ biết, nhân chứng của tỷ ấy là đại lão ra ngài, hôm qua tỷ ấy luôn đi theo đại lão ra, đương nhiên không cần thêm nhân chứng nào cả. Ôi, người như nhau mà sao số mệnh lại khác nhau. Thành Lạc Tuyền u oán than, dáng vẻ đáng thương, Lãnh Nghệ kệ nàng tự biểu diễn, chuyện liên quan tới an nguy không chỉ của y, còn có Trác Xảo Nương, y không qua loa. Thành Lạc Tuyền thấy thủ đoạn của mình không ăn thua, trong lòng có chút không cam tâm, nàng thấy tỷ tỷ ở bên Lãnh Nghệ lúc nào cũng cười nói vui vẻ. Khi ở cùng tỷ tỷ, y đâu lạnh lùng như vậy, được rồi, nếu ngài đã điều tra tỷ tỷ, vậy thuộc hạ nói. Hôm qua sau khi đội ngũ tới dịch trạm, thuộc hạ và hai người dưới là Trịnh Nguyên, Lý Phân luôn đi theo phu nhân. Vì chuyển vận sứ dặn rồi, cho nên ba người thuộc hạ chưa từng rời khỏi phu nhân nửa bước. Điểm này phu nhân có thể làm chứng, thuộc hạ thực sự không phải hung thủ. Lãnh Nghệ gật đầu, ta sẽ tìm phu nhân ta xác thực. Chương 98, điều tra, A. Thành Lạc Tuyền chợt hỏi, đại lão gia, nghe nói tối qua Từ Phong lừa ngài đi rồi, sau đó trốn lên giường vờ là ngài, định phi lễ với tỷ tỷ. Nếu không phải hung thủ đặt bẫy giết nhầm hắn, e tỷ tỷ bị tên gian tặc đó vấy bẩn rồi. Đúng vậy không? Lãnh Nghệ gật đầu, ừm, đúng là thế. Thành Lạc Tuyền nheo mắt hỏi, nhưng mà vì sao tỷ tỷ lại theo đại lão ra về phòng chứ? Có phải là đại lão ra gọi tỷ ấy tới không? Đúng, à không, không. Lãnh Nghệ nhận ra, mình vô tình sập bẫy, phải lên giọng quan cách, chuyện này cô đừng hỏi nữa, không còn chuyện gì khác, cô có thể đi rồi. Vâng, Thành Lạc Tuyền đứng lên, nhưng không đi, hơi cúi người xuống, đại lão gia, thuộc hạ hoài nghi một người, có thể nói được không? Đương nhiên, cô nghi ngờ ai? Tên thợ săn, hắn đi săn vì sao lại ở trong dịch trạm, săn được chẳng bỏ tiền ở trọ, đáng nghi ngờ. Ý nghĩ này giống hệt Thành Lạc Tiệp, đúng là tỷ muội song sinh có khác, đến ý nghĩ cũng giống nhau, Lãnh Nghệ nói, được, ta sẽ tra hỏi hắn. Thành Lạc Tuyền cười hì hì, vậy nếu vụ án này được phá,
hơn nữa lại đúng là do tên thợ săn kia làm, vậy đại lão gia sẽ thưởng cho thuộc hạ cái gì? Cái này, lại trúng bẫy rồi, cô muội muội này có vẻ thích gài bẫy người khác, Lãnh Nghệ qua loa, tới lúc đó hãng nói. Vậy đại lão gia đồng ý phần thưởng do người ta quyết nhé. Thành Lạc Tuyền bỏ lại một ánh mắt quyến rũ rồi mới đi, Lãnh Nghệ thầm thở phào. Vừa rồi giữ được vẻ nghiêm túc trước mặt nàng không dễ dàng, có đôi hoa tỉ muội này làm hộ vệ, chẳng biết là phúc hay họa. Lãnh Nghệ tới phòng Trác Xảo Nương, được nàng xác nhận Thành Lạc Tuyền và hai nữ bộ khoái luôn ở sát bên người nàng, chưa từng rời đi. Vậy cơ bản có thể loại cả muội muội ra khỏi diện hiềm nghi. Thành Lạc Tiệp cũng đã kiểm tra xong người của dịch trạm quay về báo cáo với Lãnh Nghệ, người trong dịch trạm không ai biết bắn tên. Đây là kết quả hợp lý, người bình thường học vài miếng võ phòng thân còn có thể, chứ không ai vô duyên vô cớ đi học bắn cung. Xem như có thể loại trừ thêm một nhóm. Tiếp đó Lãnh Nghệ gọi thợ săn tới phòng thẩm vấn, hắn là nhân vật hiềm nghi lớn nhất hiện đại. Thợ săn này người thấp đậm, râu ria mọc tua tủa như dã nhân, che kín cả mặt, trang phục nhìn là biết ngay của thợ săn vì kết hợp mấy thứ da trên người. Thợ săn thường lấy một phần da con thú mình săn được làm trang phục, giống một kiểu thể hiện thành tích, áo da của người này không có mấy loại như da hổ, da gấu, chứng tỏ cũng chỉ là thợ săn bình thường, hắn vừa vào phòng liền quỳ xuống, thảo dân khấu kiến chi huyện đại lão gia. Lãnh Nghệ ngồi chính giữa phòng, hơi phẩy tay, đứng lên nói chuyện, đa tạ đại lão gia. Thợ săn đứng dậy, đầu vẫn cúi, chỉ hơi đưa mí mắt lên nhìn quan lão gia, không biết đại lão gia gọi thảo dân tới có chuyện gì ạ? Rất đơn giản, hỏi ngươi hôm qua ở đâu, làm gì? Hôm qua ạ, sáng hôm qua tiểu nhân lên núi đi săn, săn được một con thỏ, hai con gà rừng. Sau đó thế nào? Sau đó thảo dân tới dịch trạm bán thú săn được ạ. Vậy ngươi là người ở đâu, sống ở đâu? Thảo dân là người huyện Âm Lăng, sống ở thôn Ngưu Giác ngoài thành, sống bằng nghề săn bắn, dựa vào nó mua lương thực, dầu củi. Thì ra còn là con dân trong huyện của mình, Lãnh Nghệ nhìn thẳng vào mắt hắn, thong thả hỏi ra điều quan trọng nhất. Ngươi bán thú săn được xong, vì sao không về nhà, mà lại bỏ tiền ở trong dịch trạm, ngươi bán được nhiều tiền lắm sao? Thợ săn tức thì ú a ú ớ, chuyện này. Thảo dân, Thảo. Thành Lạc Tiệp đứng bên cạnh tức thì quát lớn, ấp a ấp úng cái gì, muốn lừa đại lão ra hả? Có biết nói dối quan gia cũng là đại tội không? Lãnh Nghệ thầm khen, phối hợp rất tốt. Không, không, thảo dân không dám. Thợ săn sợ hãi quỳ ngay xuống, khấu đầu lia lịa, tuôn ra một tràng. Chuyện là như thế này, thảo dân đã hơn 30 tuổi rồi còn chưa thành gia thất. Biết trong dịch trạm có một chủ nương, tên là Lỗ Tứ Nương, nàng là một quả phủ, chưa tái giá. Cho nên thảo dân mới, nhưng mà mồm mép vụng về không biết làm sao, đành kiếm lý do để ở dịch trạm. Như vậy có thể giúp đỡ nàng. Đại lão gia có thể hỏi, người trong dịch trạm đều biết thảo dân một lòng với nàng. Lời của hắn nghe rất chân thật, ít nhân Thành Lạc Tiệp không thấy có gì khả nghi, nếu nguyên nhân là thế thì việc hắn ở lại dịch trạm cũng dễ hiểu. Lãnh Nghệ không tỏ thái độ gì rõ rệt, bản huyện tất nhiên sẽ đi hỏi, không tùy ý nghi ngờ ngươi, cũng không thể chỉ tin vào lời một phía của ngươi. Cho dù ngươi ở lại dịch trạm là vì chủ nương Lỗ Tứ Nương, ngươi cũng phải đem chuyện hôm qua đã làm nói cho rõ ràng. Hôm qua thảo dân đi săn tới trưa rồi trở về, tới ngay dịch trạm. Sau đó xuống bếp giúp đỡ Lỗ Tứ Nương, người trong bếp đều có thể làm chứng. Buổi chiều có bộ khoái tới, an bài chỗ ở gì đó, thảo dân không để ý, chỉ biết là có không ít người tới dịch trạm ở. Tới chập tối nghe, các vị bộ khoái săn được một con gấu lớn, thảo dân liền cùng Lỗ Tứ Nương đi xem. Đúng là rất lớn, thảo dân cả đời đi săn còn chưa gặp phải con gấu lớn như thế. Thợ săn nhìn về phía Thành Lạc Tiệp, rồi cô nương này nói ai thấy đều có phần, bọn thảo dân mừng lắm, tới giúp lột da xẻ thịt gấu, bận bịu tới lúc phòng bị sập. Mặc dù chưa có chứng cứ gì cụ thể, nhưng tên thợ săn rõ ràng có hiểm nghi lớn nhất, vì vậy khi thẩm vấn hắn, Lãnh Nghệ cũng cẩn thận hơn, trong quá trình đó, ngươi có một mình đi ra ngoài không? Chỉ một câu hỏi bình thường vậy mà thợ săn cuống thấy rõ, không, không ạ, nói dối. Lãnh Nghệ lạnh lùng nói, khi nướng thịt, chú nương kia ở gần chỗ ta, giúp ta nướng thịt, có một quãng thời gian không thấy ngươi đâu. Chính là thời điểm trời tối chưa lâu, ngươi xuống bếp, Lỗ Tứ Nương còn ở tiền viện nướng thịt, ngươi xuống bếp làm gì? Còn đi lâu như thế? Thợ săn run rẩy, ngài, sao biết?
Các bạn đang nghe chuyện Chi Huyện Giả Mạo của tác giả Mộc Dật tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 99, Điều tra, 4. Thành Lạc Tiệp không ngờ thân là Chi Huyện như Lãnh Nghệ lại đi chú ý tới một thợ săn nhỏ bé. Nàng không biết rằng Lãnh Nghệ tới nơi này. Do không hiểu thói quen tập tính người sống ở đây, cho nên y lúc nào cũng quan sát người xung quanh, học theo từng động tác nhỏ nhặt nhất. Đó là nguyên do giúp y hòa nhập rất nhanh. Huống hồ Lãnh Nghệ biết có kẻ muốn mưu sát mình, bề ngoài y không thể hiện ra. Thực tế không lúc nào y không chú ý tới biến động xung quanh mình và Trác Xảo Nương, chú ý tới mỗi người ý đồ tiếp cận họ. Dịch trạm này có bao nhiêu người, mỗi người có đặc điểm thế nào, y gặp ai thì cơ bản đều lưu tâm. Chuyện một thợ săn nhìn cách ăn mặc biết ngay chẳng khá giả gì lại ở trọ tại dịch trạm, làm sao không để ý cho được. Ngay từ đầu y đã chú ý chứ không phải là đợi khi xảy ra án mạng mới hoài nghi như tỉ muội thành ra. Gọi đó là bệnh nghề nghiệp cũng chẳng sai. Ngươi dám nói dối đại lão ra. Thành Lạc Tiệp mày liễu dựng ngược, cô nương này tức giận thì cái uy không phải đùa đâu. Giọng nói vừa êm vừa ngọt biến thanh sắc lạnh như dao. Thợ săn cuống quýt nói, Thảo dân đi trông khuê nữ của tứ nương. Nó một mình ở bếp, không có cái ăn, cho nên Thảo dân lén lấy trộm thịt cho nó. Tứ nương có khuê nữ à? Lãnh Nghệ có hơi bất ngờ, trong bữa tiệc thịt nướng ngày hôm qua y không thấy đứa bé nào cả. Vâng ạ, tiền phu của tứ nương có để lại một nữ nhi, năm nay 7 tuổi, bị liệt. Chuyện xảy ra cũng chỉ năm ngoái thôi, nó theo cha ra ruộng làm việc, gặp tặc nhân đi đày bỏ trốn. Tên khốn kiếp đó, khuê nữ nhỏ xíu như vậy mà hắn lại nảy ra ý đồ xấu với nó. Nó may mắn chạy thoát được, những ngã xuống một tảng đá, đầu va phải đá nên bị hỏng. Giờ chỉ có thể nằm trên giường. Bình thường không ra gặp ai. Tứ nương phải nướng thịt cho mọi người. Không lo được cho nó. Thảo dân liền. Thợ săn dập đầu. Thảo dân được đại lão ra ban thịt là ân đức lớn. Lại còn lấy trộm. Thảo dân sai rồi. Thành Lạc Tiệp vậy mà lại là cô nương mau nước mắt. Nghe kể thôi mà mắt đã ươn ướt. Chỉ là nghe đoạn sau thì cảm giác không đúng. Mang đồ ăn cho một đứa bé. Sao mất nhiều thời gian như thế? Thảo dân đút cho nó ăn xong mới trở về. Đút cho nó? 7 tuổi còn phải đút à? Thợ săn sắc mặt buồn thảm, nó bị ngã, đầu óc không bình thường nữa, không biết ăn, nếu không đút cho, nó sẽ không ăn. Thành Lạc Tiệp cảm động, người này trông thô kệch, vậy mà tấm lòng rất tốt, lỗ tứ nương có đứa con như thế, vậy mà ngươi vẫn muốn cưới nàng. Không phải là con mình lại chăm sóc như vậy, là nam nhân có trách nhiệm. Lãnh Nghệ ở đại đội hình sự, tham gia đa phần là các vụ trọng án, mỗi vụ án như thế, lần nào không phải là một câu chuyện buồn thảm, dù là ở phía nạn nhân hay nghi phạm. Nhớ những ngày đầu mới làm cảnh sát, đôi khi vì một buổi thẩm ván nghi phạm, buồn bã mấy ngày không tha thiết cơm nước. Về sau quen rồi, cũng trơ lì nhiều, cảm động thì cảm động đấy, song tự biết điều tiết cảm xúc, không để bị ảnh hưởng tới công việc, trừ lỗ tứ nương và đứa bé ngốc đó ra. Còn ai chứng minh khi đó ngươi ở bếp? Thợ săn nghĩ rất lâu mới nói, không có ai. Lãnh Nghệ hỏi nhiều lần, hắn vẫn khẳng định là không có ai khác. Lãnh Nghệ gọi Dịch Thừa tới, bảo ông ta bố trí phòng tạm thời đưa thợ săn tới đó, phái hai hỏa kế tới trông coi người được tra hỏi, tránh họ thông đồng. Lại sai Thành Lạc Tiệp đưa chủ nương và khuê nữ tới, hỏi chủ nương, xác nhận lời thợ săn, khuê nữ của nàng đúng là bị liệt không thể tự lo cho bản thân. Thành Lạc Tiệp thấy Lãnh Nghệ tra hỏi rất kỹ thì hơi bất ngờ, đại lão gia, tên thợ săn đó nói đều đúng cả, vì sao chưa loại trừ hắn? Cô nhầm rồi, câu chuyện của hắn rất cảm động, nhưng chẳng chứng minh được bất kỳ điều gì cả. Hắn biết bắn tên, cho nên hắn vẫn là nghi phạm trọng điểm. Hắn biết thương người như thế, hẳn là người tốt, không phải hung thủ đâu. Mẹ con lỗ tứ nương cũng thật đáng thương, có người chịu chăm lo cho họ rất đáng quý. Đó không phải lời một bộ đầu nên nói, khi phá án không thể đem tình cảm cá nhân vào, nếu không sẽ ảnh hưởng tới phán đoán. Đã có nhiều bài học như thế rồi. Lãnh Nghệ ngoài nói vậy, trong lòng cũng cảm thán, nói thì dễ, làm được rất khó. Cách đó không lâu, Lãnh Nghệ và Trác Xảo Nương gặp bão tuyết nên ở nhờ trong chùa Âm Lăng. Ở đó có một tiểu hòa thượng rất đáng thương, cuối cùng lại là hung thủ giết liền mấy người vô cùng máu lạnh. Mới đầu chính vì thấy hắn tội nghiệp, tiềm thức Lãnh Nghệ không coi hắn là hung thủ, bỏ qua không nghi ngờ. Cho nên nói phá án không được đem tình cảm vào là điều rất khó. Con người đâu phải là cỏ cây,
sao có thể vô tình? Tiếp tới là viên quân giáo đưa tin, người này có vẻ không sợ một chi huyện nho nhỏ, vừa tới nơi chỉ chắp tay qua loa, chưa gì đã than trách, đại lão gia, bọn tiểu nhân không phải là hung thủ. Bọn tiểu nhân còn có công vụ trên người, phải đem quân tình khẩn cấp tới kinh thành, không thể chậm trễ, ngài để bọn tiểu nhân đi đi. Dù sao bọn tiểu nhân báo biên hiệu trong quân, sau này rất dễ tìm mà. Ngươi nói dối, nếu ngươi có quân tình khẩn cấp, như thế tới dịch trạm phải đổi ngựa lên đường ngay, sao lại còn rảnh rỗi ở lại ăn thịt nướng? Thành Lạc Tiệp chưa đợi Lãnh Nghệ nói gì đã phản bác ngay, viên quân giáo á khẩu, gượng gạo chữa thẹn, dù không phải công vụ khẩn cấp, cũng không thể để lỡ hạn. Lãnh Nghệ lên tiếng, cũng không của các ngươi quá nhiều thời gian đâu, bản huyện đã có manh mối. Với lại, đây là án mạng, các ngươi đã gặp phải, lại có hiểm nghi, phải có nghĩa vụ hiệp trợ quan phủ trả án. Đại Tống trọng văn khinh võ, địa vị của võ tướng vốn thấp hơn quan văn rất nhiều, huống hồ chỉ là giáo úy truyền lệnh bình thường, sao có thể so với một chi huyện. Giả vờ không xong, hắn chỉ đành ngoan ngoãn. Lãnh Nghệ hỏi, các ngươi vào dịch trạm ở lúc nào? Hôm qua ạ, buổi chiều, không chênh với đại lão ra là bao. Sau khi vào dịch quán, các ngươi làm gì? Ai làm chứng? Trời quá lạnh, bọn tiểu nhân ở trong phòng sưởi ấm. Trừ ba người bọn tiểu nhân còn có một hỏa kế dịch trạm tên Lý Lương, hắn là đồng hương của tiểu nhân thường qua đây cho nên quen biết hắn. Mọi người ở trong phòng đến khi bên ngoài ồn ào vì săn được con gấu lớn mới ra xem. Tiếp đó nữa thì ở trong sân ăn uống, không đi đâu cả. Lãnh Nghệ đúng là nhìn ba quân sĩ nướng thịt ăn tưng bừng như chết đói, tạm cho hắn lui, lại lần lượt gọi hai quân sĩ khác và hỏa kế Lý Lương lên, quả nhiên trả lời nhất trí với quân giáo kia. Chương 100, lấy thân hứa hẹn, 1. Loại trừ dần dần, người ở trong dịch quán đã được tra hỏi hết, tới lượt Doãn Thiếu tới phòng thẩm vấn. Lãnh Nghệ không cho ông ta chút đãi ngộ nào khác, cũng vẫn là câu hỏi, hôm qua các ngươi tới dịch trạm đã làm những gì? Doãn Thiếu rất hiểu chuyện tra án, lập tức chắp tay, thuộc hạ sau khi tới nơi liền an bài chỗ ở cho phu nhân và mọi người, sau đó dẫn hai bộ khoái ra ngoài tuần tra, cho tới khi đại nhân về. Sau đó vì nướng thịt, Từ Phong đề xuất tới giúp, thuộc hạ cho phép, để hắn đồng thời lưu tâm an toàn của đại lão ra ở bên trong. Không ngờ lại xảy ra chuyện, khi mọi người nướng thịt thì các ngươi ở đâu? Thuộc hạ và Ngụy Đô ở bên ngoài cảnh giới, không tham gia nướng thịt, đều do Thành Lạc Tiệp bộ đầu phái Lâm Linh và Hoàng Mai đưa thịt cho. Lãnh Nghệ vì người này nửa đêm từng đột nhập vài huyện nha âm lăng, cho nên luôn cảnh giác với ông ta. Nhưng từ lúc Doãn Thiếu tới nhận nhiệm vụ hộ vệ, làm việc rất chu đáo, cẩn mật làm người ta yên tâm. Ngược lại tỉ muội Thành ra thực ra không được xứng chức cho lắm. Lãnh Nghệ lại hỏi, các ngươi tuần tra cùng nhau sao? Trước mặt người ngoài Doãn Thiếu rất bổn phận, không ạ, bọn thuộc hạ chia ra, đi quanh tường bao ngược chiều nhau. Vậy bao lâu chạm mặt nhau một lần? Dịch trạm không lớn, nên chỉ bằng thời gian uống một chén trà. Sau đó Ngụy Đô đi vào, cũng nhận câu hỏi rồi trả lời tương tự. Vậy là tra hỏi đã hết, Dịch Thừa và hỏa kế dịch trạm đều không biết bắn tên, trực tiếp loại trừ. Ba binh sĩ đi đưa tin thì không có thời gian để cưa xà ngang, cũng loại trừ. Hai tùy tùng của Thành Lạc Tiệp theo bọn họ đi săn, sau đó luôn ở sân nướng thịt, không có thời gian gây án. Thành Lạc Tuyền và hai nữ bộ khoái khác thì luôn ở bên cạnh Trác Xảo Nương không rời, Trác Xảo Nương chứng thực. Doãn Thiếu và Ngụy Đô xác nhận cứ một tuần trà gặp nhau một lần, hơn nữa hai nữ bộ khoái mang rượu thịt ra cho họ vài lần đều thấy họ đi tuần không bỏ, không có thời gian gây án. Vậy chỉ có thợ săn không có chứng cứ vắng mặt thôi, chẳng lẽ hắn là hung thủ? Lãnh Nghệ tất nhiên không kết luận tùy tiện như vậy, lại lần nữa gọi thợ săn tới. Bây giờ chỉ còn lại một mình ngươi là có khả năng thực hiện hành vi phạm tội, ngươi mà không nói thật, bản huyện chỉ có thể đành coi ngươi là tội phạm. Tội danh mưu sát mệnh quan triều đình, đời này đừng mong gặp lại Lỗ Tứ Nương nữa. Thợ săn hoảng quá, quỳ xuống dập đầu liên hồi nói, thảo dân nói, thảo dân nói. Tối ngày hôm đó trừ khuê nữ của Tứ Nương, còn có Hoàng Nha đầu lấy nước đốt bếp. Nàng luôn thích. Thảo dân, nàng lén lút tìm thảo dân, cùng thảo dân cho khuê nữ của Tứ Nương ăn, nàng có thể làm chứng. Lãnh Nghệ có hơi tức giận, song bình tĩnh lại rất nhanh, tra án là thế, không thể mong đối phương bị hỏi một câu là khai hết, vì sao trước đó không nói. Thợ săn rối rít nói, thảo dân sợ Tứ Nương biết không vui, nàng hay ghen, không thích thảo dân ở cùng nữ nhân khác.
Lãnh Nghệ lập tức cho gọi Hoàng Nha Đầu tới hỏi chuyện riêng, hỏi kỹ chi tiết tối hôm đó, sau mới lại tra hỏi thợ săn, cơ bản tương đồng, không nói dối. Như vậy người khả năng cao nhất phạm tội không thể thực hiện hành vi tội phạm, vụ án lâm vào bế tắc. Thành Lạc Tiệp nóng ruột lắm, đứng ngồi không yên, Lãnh Nghệ ngược lại nhìn nàng sốt ruột còn cười được, khi phá án gặp phải chướng ngại thì càng phải để đầu óc thoải mái, không nên xoáy vào bế tắc. Nên cố gắng thay đổi đầu óc, thả lỏng tư duy, nói không chừng có linh cảm. Được, hay chúng ta lại đi săn đi. Cái này không phải thay đổi đầu óc, mà là cô bỏ đi chơi, Lãnh Nghệ buồn cười, gặp phải gấu nữa thì sao? Không đâu, không đâu, làm sao có chuyện trùng hợp thế nữa. Thành Lạc Tiệp nghĩ tới đi chơi là hưng phấn rồi, ra sức xúi dục Lãnh Nghệ, dù có gặp chúng ta cũng không sợ. Chúng ta đi quanh dịch trạm thôi mà, coi như không phải đi săn cũng là tản bộ, không gọi thêm ai nữa, chỉ hai chúng ta thôi. Đại lão gia, đi mà. Lãnh Nghệ vốn không định đi, thay đổi đầu óc chỉ là đối hướng suy nghĩ thôi, không phải vứt. Hẳn một bên như Thành Lạc Tiệp, cuối cùng có vẻ không chịu nổi sự kỳ kèo của nàng, đành gật đầu. Thành Lạc Tiệp thấy Lãnh Nghệ đồng ý rồi thì cao hứng vô kể, tựa hồ không đợi thêm được giây phút nào nữa, chạy đi như làn gió đi lấy cung tiễn. Báo với Doãn Thiếu là muốn cùng Lãnh Nghệ ra ngoài tra án, không muốn ai đi theo. Doãn Thiếu tất nhiên mong đợi nàng dùng mỹ nhân kế với Lãnh Nghệ cũng không muốn ai làm phiền, dặn nàng không đi xa, có chuyện kịp thời báo tín hiệu. Dịch trạm nằm ở mảnh đất bằng phẳng lưng chừng núi, mé trái, phải và chính giữa đều có đường lớn thông tới Ba Châu và thành trì xung quanh. Ngã ba ngay khúc cua núi này điều hưu trong gió lạnh, chẳng có chiếu xíu cảnh đẹp nào mà ngắm, hai người không đi theo quan đạo, men theo lối nhỏ xuống núi. Sơn đạo quanh co khúc khuỷu, hai bên là rừng cây rậm rạp đan xen cao thấp, đa phần trụi lủi lá, cành xác xơ. Số ít còn lá trên cành thì cũng thâm đen, đất trời như bức tranh thủy mặc, chỉ có hai màu trắng và đen. À không, vẫn còn sắc màu khác, Lãnh Nghệ liếc nhìn bên cạnh, Thành Lạc Tiệp cũng giống muội muội, mặc võ phục thuần một màu xanh nhạt, tuy nàng ăn mặc giản dị chẳng có món trang sức nào, song trông càng quyến rũ. Lãnh Nghệ thực ra cũng thấy kỳ, y không biết là thời xưa còn có cả nữ bộ đầu, chỉ là thấy người xung quanh không ai tỏ ra bất ngờ, cho nên y cũng không hỏi. Đoán chừng số lượng không nhiều, địa vị các nàng không thể cao được, chỉ dùng để chấp hành một vài nhiệm vụ đặc thù nào đó thôi, không phải hiện tượng phổ biến. Các bạn vừa nghe xong tập 10 của bộ truyện Chi Huyện Giả Mạo của tác giả Mộc Dật tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.